Này chúng ta cùng đi xem có gì mới trong con game của chúng ta nhé. Đầu tiên đó là về 25 skin. Mình đã làm xong 25 skin cho cấp Warrior. Mình sẽ demo thử sơ sơ nhé. Đầu tiên là cầm cọc nhọn đúng không? Này là cọc này đã giết ma cà rồng này. Còn tiếp theo là sẽ cầm súng này, cầm kiếm kiếm nhỏ này. Cái kiếm nó sẽ hoành tráng dần theo cái bộ skin. Và cứ 5 skin mình sẽ đổi quần áo một lần. Vũ khí nó cũng sẽ bắt đầu hoành tráng lên. Đấy. Thế xong kiên đầu. Tiếp theo là có mũ sắt, các kiểu mũ này kiểu Viking này. Đấy, đáng lẽ mình phải lựa một kiếm Viking nhưng mà mình không biết Viking nó như thế nào nhưng mà đã như thế này. Đấy, kiếm nó cũng hoành tráng dần lên. Và tất cả những cái đồ họa này là có sẵn trong Hero Ether hết, mua một phát là xong. Đấy, búa thì cũng bắt đầu cũng có phát quang, phát quang rồi này. Đấy. Đây là búa búa cấp cuối của skin này, nhìn cũng rất là ổn. Đấy, cấp sau là hoành tráng hơn này. Mình cho một cái nón quái vật vào này. Đấy. Thì nói về đam của những cái skin này nó cũng giống như súng thôi. Đấy là khi mà lên cấp ấy, thì thay vì viên đạn của súng nó đi theo level thì bây giờ cái skill của chúng ta, đấy, cái skill của chúng ta nó sẽ đi theo cấp. Ví dụ như bây giờ mình sẽ bật lại cho các bạn xem nhé. Rồi đây nhé. Đầu tiên nhân vật của chúng ta chỗ này. Nhân vật cấp 1 đúng không? Khi mà bạn chém ấy thì đam đam sender của nó sẽ bằng 1. Đây hai cái. Và khi các bạn chuyển sang cái tiếp theo ấy thì do cái skill này là pull object cho nên là khi mà cái skill thứ hai nó chém á thì nó sẽ lấy cái object cũ và nó gán đam mới. Cái đam này nó đi theo cái hero level, hero level chỗ này. Để làm được việc đó đó là trong cái warrior attack này này. Sau khi mà các bạn spam ra kỹ năng xong ấy, các bạn lấy cái dam sender của skill và các bạn lấy level các bạn gắn vào. Chỗ này là xong, cực kỳ đơn giản đúng không? Và theo như mình tính toán mà chơi thử á thì ban đầu cứ nghĩ là Warrior nó sẽ không mạnh bằng súng nhưng mà kết quả ra là bằng nhau. Bởi vì sao? Bằng nhau đây có nghĩa là về mặt cân bằng game nhé, là đối với súng á thì chúng ta đứng ở đây này, chúng ta tấn công được trực diện toàn bộ luôn cho nên rất là ok. Nhưng mà đối với Warrior á thì các bạn chỉ tấn công được cái tầng thấp này và tầng cao thì bạn nhảy lên bạn chém một cái như vậy thôi, không tấn công được tầng trên thì đấy cũng là hợp lý đúng không? Và thêm một cái nữa là cận chiến các bạn có thể chém nhiều con quái cùng một lúc này, phải không? Chết cùng một lúc này và nếu nó xếp một hàng thì chém nào đó được rất là nhiều, 5 7 cái quái trong một nhát chém luôn. Thì bên nào nó cũng có ưu thế và lợi thế của nó cho nên là hai skin này cơ bản là bằng nhau. Rồi. Tiếp theo là cái việc mà các bạn thấy con quái chúng ta đây không? Nó bị rung đúng không? Thì làm như thế nào? Thì trong lúc mà mình nghiên cứu cách làm á, thì mình phát hiện ra là thằng Hero Editor nó có một class rất là thú vị. Đó là chỗ này, bạn thấy nhá, có một cái scale sprint chỗ này. Khi bạn bật nó lên thì con scale chúng ta rung một cái đúng không? Và mình đã tận dụng cái này cho tất cả những con quái ở đây. Đó là mình sẽ add vào trong con quái và liên kết tới enemy controller chỗ này. Và mỗi khi mà con quái bị đánh trúng bằng cái hàm dam receiver chỗ này. Đây mình bật cho bạn xem nhé. Cũng đơn giản thôi đây. Trong enemy dam receiver này mình có liên kết tới enemy controller bởi vì cái scale sprint đấy nó nằm trong controller. Và mỗi khi mà nhận đam nhé, bất kỳ là nhận đam mà chết hay chưa chết, mình cũng sẽ bật cái thằng này lên, bật cái scale pin enable lên và bản thân cái scale sprint này nó sẽ tự động scale này nó sẽ tự động tắt nó đi cho nên là tạo được hiệu ứng chém như thế này, bạn thấy không? Đấy thì rất dễ, rất nhanh mình đạt được cái hiệu ứng này. Ôi, chém chết luôn rồi quái đấy, mình nhìn bật cho quá rồi. Thì đây là một cái đặc điểm khi bạn làm prototype là các bạn có thể cảm thấy rằng là cái robot thai này làm mất thời gian quá lâu quá các kiểu mà trong khi robot thai người ta bảo là phải làm nhanh kiểu thì nó cũng là đơn giản thôi. Bởi vì sao? Vì chúng ta đây bản thân các bạn và bản thân mình ở đây này cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong làm game đâu, mình chỉ mới làm game khoảng 2 năm trở lại đây và do mình có cái background là lập trình cứng rồi cho nên là mình đi nó nhanh hơn các bạn. Thì chứ còn thật chắc là về lập trình game mình cũng chưa có nhiều đâu và đó là lý do tại sao mà mình làm prototype cũng rất là chậm. Các bạn thấy ở đây nhé, cái prototype của mình này nó không đúng chất là prototype đâu. Bởi vì sao? Bởi vì nó quá hoàn chỉnh, nó quá hoàn chỉnh bởi vì mình bị một cái bệnh của mà hầu hết rất nhiều lập trình viên có tâm với nghề bị, đó là cầu toàn, đó là code làm ra phải chuẩn chỉnh các kiểu, phải theo sprintable các kiểu. Nhưng mà khi làm prototype á, người ta bỏ qua hết tất cả những thứ đấy, người ta bỏ qua hết tất cả những cái chuẩn chỉnh các kiểu, người ta chấp nhận có bug để ra được prototype nhanh nhất có thể. Còn còn con game của mình ở đây thực chất nó không đúng chất prototype đâu bởi vì nó quá hoàn hảo. Đây cũng là thứ mà các bạn cần phải luyện tập về sau. Khi mà đầu tiên các bạn phải luyện tập làm sao để code ra thật chuẩn, thật cứng, không có bug. Rồi sau đó các bạn là phải luyện tập để code ra một cái sản phẩm nó có nhiều bug nhưng mà nó chạy được. Đấy, đó là một cái rất là khó.
bản thân mình cũng chưa đạt được cái cấp độ như rồi tôi thấy đâu. Và thêm một cái nữa là khi mà các bạn làm game trong một thời gian dài á, các bạn sẽ có kinh nghiệm, và các bạn có không phải là những con game, mà cái các bạn đạt được nó chính là cái bộ code, cái bộ code hay là có là cái bộ thư viện code, là các bạn có là dù bạn nhớ nhé, bạn muốn làm một cái hiệu ứng chết, các bạn nhớ rằng ừ trong con game AB tôi làm lúc xưa tôi có cái đoạn code đấy, và các bạn quay lại bộ code đấy các bạn copy ra, cũng giống như ở đây này, mình chỉ cần copy cái bây giờ sau từ nay về sau nhé, mình làm hiệu ứng bị va chạm mình có thể dùng cái code này, mình dùng cái code này mình làm lại và nó rất là nhanh, mình có được cái mình muốn và ra được rồi prototype rất là nhanh. Tiếp theo cái cuối cùng mình muốn giới thiệu trong clip hôm nay đó là cái đống lửa này, các bạn thấy đây là tắt lửa đúng không, clip trước nó bật lửa nhưng mà đống lửa này nó tắt, thì mình đã chỉnh lại là nó sẽ tương tác dựa trên khoảng cách, nó cũng giống như cái rương này, các bạn đi xa ra nó bật lên đúng không, thì đống lửa thì cũng tương tự như vậy. Thì cái đống lửa này và cái rương này dùng để làm gì? Thứ nhất là đối với cái rương ấy là chúng ta dùng để nâng cấp nhân vật, còn cái đống lửa là chúng ta dùng để gọi ra nhân vật mới. Thì mình đã sửa lại bộ code của hai thằng này ở clip trước, thì các bạn nhớ nhé, mỗi lần chúng ta đến gần cái rương thì cái rương nó bật ra, đây có một cái chỗ này kiểm tra khoảng cách này đấy, thì mình có sửa lại một chút. Là mình đã đối tượng hóa cái việc kiểm tra khoảng cách, các bạn nhớ nhé. Mình sẽ nói code mới luôn, là sẽ có 3 cấp. Cấp thứ nhất của class này đó là cái player new và layer level up, là thằng con cháu chắc của cái class này, và cấp cha của hai thằng này có tên là player interact by distance. Thì cái class này dùng làm gì? Nó nhiệm vụ duy nhất của nó là kiểm tra xem cái người chơi đã tới gần cái vật thể đó hay chưa bằng những cái chỗ này. Thì clip trước chỗ này nó là open it, đối với cái rương thì là kiểm tra xem mở hay chưa, còn đây mình đổi tên lại là active hay chưa active, tức là không không quan tâm nó là cái gì, và để nhìn thấy cấu trúc code cũng là gần giống đúng không, đấy nó kiểm tra khoảng cách, và nếu như mà đúng khoảng cách rồi thì nó sẽ active, còn xa thì không 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 ấy. Còn cái cấp cuối cùng là player interact là với nhiệm vụ là liên kết, tức là tạo tạo ra đây gần như là một cái interface này, nếu bạn lập trình chuyên bạn sẽ biết đây gần như là một cái interface, nhưng mà ngoài ra nó có một class nữa là để tạo liên kết đối với cái player input, còn nhớ chỗ này đúng không? Đấy thì với 3 cấp code như vậy thì nó tạo ra một cái sự thừa kế là làm cho cái code nó ngắn lại, tức là đầu tiên là layer level up nó chỉ quan tâm tới cái chuyện là tôi đến gần mục tiêu tôi tương tác được thì tôi sẽ mở rương bằng cái đoạn code như thế này, còn đối với cái layer new ấy thì nó chỉ đơn giản là nó kiểm tra khoảng cách xong nó sẽ bật cái đống lửa lên đây, chỗ này đây này 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 này, bật đống lửa lên, và cái code bật đống lửa này và cái code bật rương nó như nhau, bạn nhìn này nó tương tự nhau đúng không, chẳng qua là cái đối tượng mà nó tương tác khác nhau thôi, chỗ này này là jet open, còn bên này nó là cái đống lửa, và cái đống lửa này là đống lửa nào đây nhá, đây này đống lửa này mình đây này đống lửa này để gần các bạn xem nhé, đấy nó chỉ thế này thôi, cơ bản là hai cái này là tương tự nhau rồi. Thì clip sau mình sẽ làm cho cái việc là khi đứng gần đống lửa bấm F thì nó sẽ tạo ra một cái class mới, và mình dự định là sẽ cho cái class mới đó random, dù ở đây chúng ta đang có dự kiến là có ba class đúng không, thì nếu chúng ta đang ở warrior thì bấm F thì nó không xuất hiện cái súng tiếp theo đâu, mà nó sẽ có một đoạn code nó random ở trong ba cái này, bởi vì trong gameplay á, cái yếu tố random là yếu tố cực kỳ thú vị, bởi vì người chơi họ không biết trước họ sẽ nhận được cái gì, và theo như mình thấy cái random chính là cái mà tạo ra sự cân bằng game tốt nhất. Đấy, bởi vì thắng thua là do may mắn. Đấy. Thì mình dự định là sẽ bấm F ở đây và có thể sẽ ra Warrior, có thể sẽ ra súng, cũng có thể ra visa, mình chưa biết được. Và có lẽ chúng ta cần phải có một cơ chế nào đó giới hạn số lượng hero ở trong một game, bởi vì nếu mà spam ra nhiều quá thì cũng không ổn đúng không? Ok, mình sẽ suy nghĩ và làm cái sau. Còn clip hôm nay tạm thế. Chào các bạn nha.